Thắm, tôi mua cho Thắm nè. Đã tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi là tôi không có ăn, mà anh mua qua hoài hà. Mệt quá à, bịch đó coi như bịch cuối đi. Từ nay về sau đừng có mua qua nữa, mất công lắm. Thì tôi mua cho tôi rồi, sẵn tôi mua cho Thắm luôn chứ có gì đâu. Này tôi nói cái này với anh là nghiêm túc luôn nè. Tôi với anh á là không có kết quả gì hết trơn, không có tới được với nhau đâu. Nói thẳng vậy luôn á. Anh đừng làm vậy làm chi hả? Mệt lắm, tốn thời gian công sức lắm. Alo. Dạ không phải Nam chị ơi, em là Thắm chị ơi. Đã em nói em là Thắm, không có Nam nào ở đây hết trơn á. Tự nhiên gọi cho Thắm kiếm Nam, Nam gì. Vậy thôi tôi đi về. Dạ anh phải gặp khách hàng gấp á, tối anh về trễ hay vậy? Sao em thấy anh không vui hết trơn vậy? Tại bất ngờ với anh quá. Anh có gì giấu em đúng không? Tự nhiên em hỏi vậy là sao? Anh có giấu em gì đâu. Có bầu rồi đó, ít suy nghĩ lại mà không ảnh hưởng nữa. Ai nhắn tin anh kìa? Ai đang mời kể đi. Nè, có ai nhắn đâu. Điện thoại nó hay bị vậy đó. Em nhắn đó. Mà anh ẩn rồi lấy gì anh thấy. Sao anh ẩn tin nhắn của em? Anh sợ ai thấy? Mà anh biết anh không phải anh ẩn một mình em nữa. Anh còn ẩn người nào nữa? Anh ẩn tin nhắn vợ anh đúng không? Anh già, anh có vợ rồi đúng không? Cái người mà võ võ hay nhắn tin cho anh á, mà anh nói là bạn nhậu anh á, là vợ anh đúng không? Trên môi ai quá ngọt ngào, vì em vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà em tin ngốc nghếch, em luôn tin vào tình yêu, một lối ra từ nơi u tối. Rời vòng tay em, anh vẫn có nơi để quay trở về. Còn dưới xa anh, em biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trọn vẹn. Còn với cái không có cái ngu nào bằng cái ngu nào. Tao nói với mày từ đầu rồi, mày quen ai mày không quen. Mày quen chi cái thằng nó có gia đình rồi, giờ vợ nó tới nó quýnh ghen. Cả làng cả xóm người ta ai cũng biết hết. Cái người đàng hoàng ấy thì mày không chịu quen. Sao con cứ làm cho mẹ phải đau lòng hoài vậy con? Ngu sao mà ngu mà. Tao cấm mày nha, tao cấm mày từ nay
bây giờ sao mà mày còn qua lại với cái thứ đấy nữa nè. Mày đừng có nhìn mặt tao, tao không có cái thứ con nào như mày hết á. Nhưng mà con có bầu với anh rồi nè. Mày nói cái gì?